Bạch Thế Tôn giả sử chư như lai ứng tránh đẳng giác khắp trong mười phương thế giới như các sông hằng, nhiều như các rừng tre, mè, lau, mía, vân vân hoặc trải qua một kiếp hay hơn một kiếp, vì các hữu tình thường thuyết tránh pháp để độ vô lượng vô biên hữu tình, khiến nhập niết bàn rốt giáo an lạc, nhưng thế giới hữu tình chẳng tăng chẳng giảm, vì sao vì các hữu tình đều không có sở hữu bản tánh viễn ly bạch thế tôn giả sử chư như lai ứng tránh đẳng giác khắp tất cả mười phương thế giới nhiều như rừng tre mè lau mía hoặc một kiếp hay hơn một kiếp vì các hữu tình thường nói tránh pháp để độ vô lượng vô biên hữu tình khiến vào niết bàn rốt giáo an lạc nhưng thế giới hữu tình chẳng tăng chẳng giảm vì sao? Vì các hữu tình đều không có sở hữu bản tánh viễn ly. Bạch Thế Tôn do nhân duyên ấy, con nói thế này, đại Bồ Tát vì các loài hữu tình như hư không thành thuộc giải thoát, cần tu khổ hạnh muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột rất là ít có. Bấy giờ trong pháp hội có một bí xô thầm nghĩ thế này, ta nên kính lễ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Trong đây tuy là không có các pháp sanh diệt, nhưng mà có giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn có thể an lập được. Cũng có quả dự lưu nhất lai bất hoàn, a la hán có thể an lập được. Cũng có quả vị độc giác có thể an lập được. Cũng có quả vị giác ngộ cao tột có thể an lập được. Cũng có ngôi báu Phật Pháp Tăng có thể an lập được. Cũng có sự chuyển vận bánh xe pháp màu nhiệm, độ các loài hữu tình có thể an lập được. Đức Phật biết ý nghĩ ấy bảo rằng, này bí xô, đúng vậy, đúng vậy, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vi diệu khó lường. Bấy giờ thiên đế thích, hỏi cụ thọ thiện hiện. Thưa Đại Đức, nếu Đại Bồ Tát muốn học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên học như thế nào? thiện hiện đáp này kiểu thi ca nếu đại bồ tát muốn học bát nhã ba la mật đa sâu xa thì nên học như hư không khi ấy thiên đế thích lại bạch phật bạch thế tôn nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đã diễn nói này thọ trì đọc tụng như lý tư duy vì người khác diễn nói thì con sẽ làm thế nào để bảo vệ cúi xin thế tôn rủ lòng thương chỉ giáo